Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra. Hưng Yên ghi nhận thêm 20 ca dương tính với COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương trong tỉnh cấp bách đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 6, tỉnh Hưng Yên tạm dừng hoàn toàn mọi hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, bao gồm xe taxi, xe hợp đồng, du lịch ra vào tỉnh và xe khách liên tỉnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại một số vùng nông thôn. Chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự lễ công bố quyết định có đại diện các đồng chí lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đỗ Tiến Sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chúc mừng tới tân Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ và tin tưởng với bề dày 76 năm xây dựng và phát triển của Đài. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ sẽ cùng tập thể lãnh đạo, các cán bộ phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng, Chính phủ, nhân dân giao phó để mãi mãi xứng đáng với tên gọi Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định đây là nhiệm vụ vừa vẻ vang vừa là trách nhiệm nặng nề của Đài và cá nhân Tổng Giám đốc, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đưa Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực sự trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa năng, hiện đại, vững mạnh, sắc bén, hiệu quả của đất nước. Cùng với đó, bảo đảm thông tin chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng, tiếp tục thể hiện tính cách mạng, tính tiên phong, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới của đất nước, khẳng định vai trò là một trong những đơn vị truyền thông báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước trong dẫn dắt định hướng thông tin, định hướng dư luận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ ba, nghe một số báo cáo, tờ trình, xem xét quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Sự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đầu giờ làm việc buổi sáng, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Khuê công bố nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn danh sách ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 18 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát biểu giải trình làm rõ mục tiêu kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, chúng ta xây dựng khoảng gần 20 chỉ tiêu, trong đó rất nhiều các cái chỉ tiêu tương đối là lớn. 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã xây dựng kế hoạch vào triển khai và 6 tháng cuối năm, đây là nước rút để hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu mà chúng ta đã xây dựng từ năm 2020 và xây dựng cho năm 2021, đòi hỏi các cấp các ngành chúng ta vào cuộc tích cực và sự đồng thuận của nhân dân. Tức là chủ trương 1, biện pháp 10, hành động phải 20, nâng cao vai trò của người đứng đầu chính quyền và cấp ủy. Cấp ủy thì tuyên truyền, quán triệt, quan điểm, thực hiện theo đúng chủ trương pháp luật của nhà nước. Nhưng mà đứng đầu chính quyền thì phải chỉ đạo nhân viên cấp dưới mình phải đẩy nhanh các thủ tục hành chính. Tôi nói ví dụ
khoảng 10 ngày thì người đứng đầu chính quyền sẽ chỉ đạo nhân viên cấp dưới cho chúng ta chỉ thực hiện có 5 ngày thôi hoặc 3 ngày thôi, càng sớm càng tốt. Về tháo gỡ khó khăn để chúng ta đẩy nhanh thì chúng ta mới phát triển kinh tế xã hội được. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phân tích làm rõ một số nhóm vấn đề, nhiệm vụ mang tính đột phá cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như đầu tư phát triển các công trình trọng điểm về giao thông, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cho công tác giải phóng mặt bằng, thu hút dự án, phát triển công nghiệp công nghệ cao, từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng đô thị, tăng cường xử lý phân loại rác thải tại nguồn và có giải pháp xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, đối tượng cho vay nặng lãi, tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan và diễn biến phức tạp. Chúng ta đã có 6 huyện và số ca mắc bệnh là 70 ca rồi. Cái nhiễm thể mới, biến chủng mới của Ấn Độ rất là nhanh. Cơ bản về nguyên tắc dập dịch, đó là chúng ta phòng là chính. Sự quyết liệt và cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, nhưng mà có sự đồng thuận cao của nhân dân. Đó là ý thức, trách nhiệm, khai báo y tế và tố giác những người không khai báo y tế. Chúng ta phải xác định phòng là chính. Chúng ta tự giác khai báo y tế, chúng ta tố giác những người về vùng dịch mà không khai báo y tế, luôn luôn được xác định đó là hành động yêu nước. Những người mà không tự giác khai báo y tế, tôi đề nghị các cấp các ngành phải xử lý nghiêm ở mức cao nhất. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì phải khởi tố hình sự. Mục tiêu của chúng ta là khoanh vùng dập dịch nhanh nhất để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cho người dân Hưng Yên chúng ta và người dân trong toàn quốc. Tiếp đó, các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 14 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc ban hành nội quy, quy chế hoạt động về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha bổ sung năm 2021, điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường DT382B, dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên lần 2 thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Ngoài các nghị quyết về công tác nhân sự, trên cơ sở xem xét tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương tổ chức thực hiện, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện quyền giám sát, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã thông qua. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng tỉnh khóa 17 mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổng hợp chuyển tới kỳ họp này. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cử tri trong tỉnh giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật, các sở ngành, cơ quan nhà nước góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch và vững mạnh.
Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 9 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử đồng chí Lê Tiến Châu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, và 3 tập thể gồm Ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ được khen thưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là các trường hợp được cách ly từ trước và trong khu vực phong tỏa, trong đó 9 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã số và công bố bệnh nhân. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 9 ca ở thị trấn Yên Mỹ và các xã Yên Phú, Việt Cường, Đồng Than, Trung Hưng, Thanh Long. Huyện Ân Thi ghi nhận 6 ca ở xã Cẩm Ninh, Hạ Lễ, Xuân Trúc, Vân Du, Bắc Sơn, Hoàng Hoa Thám. Huyện Vái Châu có 4 ca ở xã Nhuế Dương, Tân Châu, Chí Tân, Hồng Tiến và 1 ca có địa chỉ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước và trong khu vực phong tỏa. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 76 ca bệnh, nhiều nhất là huyện Yên Mỹ có 51 ca liên quan đến các lái xe tuyến Bắc Nam. Ân Thi có 7 ca, Khoái Châu 7 ca, Tiên Lữ 5 ca, Kim Động 4 ca, Phù Cừ 1 ca đều liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ hoặc lái xe từng đi qua vùng dịch. 1 ca là người ngoại tỉnh. Toàn tỉnh truy vết được trên 1.000 F1, đang cách ly trên 15.000 người, phong tỏa 35 khu vực để phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quy định mức giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá xét nghiệm mẫu đơn là 734.000 đồng một mẫu, mẫu gộp 5 là 1.134.000 đồng một mẫu, mẫu gộp 10 là 1.634.000 đồng một mẫu. Giá test nhanh là 238.000 đồng một lần. Đây là mức giá thấp hơn nhiều so với giá xét nghiệm dịch vụ ở các cơ sở khác nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đẩy nhanh việc xét nghiệm cho công nhân và người có nhu cầu. Chiều mai, ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố về tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Để hạn chế việc lây lan dịch bệnh COVID-19, tập trung rà soát, xét nghiệm và khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao, huyện Tiên Lữ quyết định thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 6 giờ 0 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài các khu vực đã phong tỏa trước đó, các địa phương còn lại của huyện Tiên Lữ tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, không tập trung quá 10 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét ngoài công sở và các địa điểm công cộng. Người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và hạn chế di chuyển, chỉ di chuyển trong trường hợp thật sự cần thiết. Khi ra khỏi địa bàn phải thông báo với trưởng thôn, tổ dân phố nơi cư trú. Khi trở về phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc. Công an huyện quản lý di biến động dân cư trên địa bàn huyện, tạm dừng các hội nghị đông người chưa thật sự cần thiết. Đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm 500 trường hợp F2 còn lại, 153 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại 3 cơ sở là Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiên Lữ và Trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phú Hiến. Hôm nay, huyện Ân Thi ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19. Các địa phương đã và đang thần tốc khoanh vùng dập dịch và truy vết các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.
Huyện Ân Thi đã tiến hành phong tỏa thêm 4 thôn gồm thôn Đông Bạn xã Cẩm Ninh, thôn Đỗ Xuyên xã Hoàng Hoa Thám, thôn Cù Tu xã Xuân Trúc và thôn Ba xã Hà Lễ, phong tỏa thêm 2 xóm thuộc thôn An Đỗ xã Bắc Sơn, thôn Cao Trai xã Vân Du. Hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Từ 12 giờ trưa nay, huyện Ân Thi kích hoạt thêm khu cách ly tập trung số 2 của huyện. Các địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các gia đình F0, F1, F2 cùng các hộ dân có người liên quan và môi trường xung quanh. Đến nay, huyện đã phong tỏa 6 thôn và 2 xóm tại 8 xã trong huyện. Qua truy vết, có 125 F1, 939 F2 và 2.490 F3 liên quan đến các F0 trên địa bàn huyện. Ngày 30 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã ra quyết định thực hiện phong tỏa thêm 4 khu dân cư, bao gồm xóm Quyết Tiến, thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, thôn Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than, xóm Mới, thôn Tử Tây, xã Yên Phú và mở rộng vùng phong tỏa cách ly đối với địa bàn thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, do các khu dân cư này có công dân dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp đều là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên. Tính đến 16 giờ ngày 30 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã có 51 F0 thuộc các xã Tân Lập, Đồng Than, Yên Phú, Trung Hòa, Tân Việt, Việt Cường, Thanh Long, Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ. Điều tra truy vết đến hết ngày 29 tháng 6, toàn huyện có 668 F1 liên quan đến các F0 được đưa đi cách ly tập trung và có 4.482 F2, 8.155 F3. Ngoài các F1 liên quan đến ổ dịch tại công ty Tân Á Hưng Yên đang cách ly tập trung, huyện Yên Mỹ đã có văn bản yêu cầu các địa phương phối hợp quản lý, giám sát, theo dõi y tế chặt chẽ đối với 186 F2 liên quan đến công ty Tân Á Hưng Yên theo quy định phòng chống dịch và đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở tới các lái xe đường dài khi về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế xã sớm nhất. Sáng ngày 30 tháng 6, huyện Khoái Châu ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Tân Châu và Nhuế Dương và xã Hồng Tiến, nâng tổng số ca nhiễm trong toàn huyện lên 6 ca tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay. Các trường hợp nhiễm đều là công nhân tại công ty Tân Á Đại Thành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã tập trung đẩy nhanh truy vết khoanh vùng dập dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Khoái Châu đã tiến hành khẩn trương truy vết được 99 F1, 1.422 F2, lấy mẫu xét nghiệm, thành lập các chốt kiểm soát tại các xã Tân Dân, Hồng Tiến, Hàm Tử, Tân Châu, Nhuế Dương. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện phối hợp với đội phòng hóa quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các xã có trường hợp F0 và các xã lân cận, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã thị trấn để nhân dân nâng cao công tác phòng chống dịch. Mặc dù chưa ghi nhận có trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách. Thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, khẩn trương rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Cùng với đó, duy trì và phát huy hoạt động của các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định. Đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực trường học, các điểm di tích, công sở, trung tâm y tế, trạm y tế, chợ, các điểm cách ly tập trung và khu vực xung quanh các gia đình có công dân cách ly tại nhà. Phối hợp với đơn vị phòng hóa quân khu 3 tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường cũng như các khu vực tập trung đông dân cư trên địa bàn. Thành phố đã rà soát, truy vết được tổng số 30 trường hợp F1, 543 trường hợp F2, 658 trường hợp F3 và tất cả đều đã được tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đúng thời điểm bà con nông dân đang tiến hành gieo cấy lúa vụ mùa. Để đảm bảo khung thời vụ, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã tổ chức gieo cấy hỗ trợ cho các gia đình đang phải thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Qua rà soát truy vết, toàn xã Quang Hưng hiện có 5 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện, 50 trường hợp F2 đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, trong đó có một số gia đình chưa hoàn thành việc gieo cấy. Để người dân yên tâm thực hiện cách ly, vừa qua đã có hơn 20 người là cán bộ hội viên, hội liên hiệp phụ nữ, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên xã Quang Hưng và hàng xóm láng giềng tham gia hỗ trợ việc gieo cấy giúp các gia đình. Tổng diện tích hỗ trợ gieo cấy là 5 mẫu. Việc làm của xã Quang Hưng
giúp cho các hộ dân yên tâm thực hiện cách ly tại gia đình, thể hiện tinh thần tất cả chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Hưng Yên, khi phát sinh nhiều ca bệnh, ổ dịch liên quan đến các lái xe vận chuyển tuyến Bắc Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản về việc bổ sung các biện pháp phòng dịch trong hoạt động giao thông vận tải. Theo đó, từ 0 giờ ngày 30 tháng 6, tạm dừng hoàn toàn mọi hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, bao gồm xe taxi, xe hợp đồng, du lịch ra vào tỉnh và xe khách liên tỉnh. Ngoài ra, các phương tiện vận tải được phép hoạt động bao gồm xe phục vụ phòng chống dịch, xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xe ưu tiên. Đối với xe vận chuyển hàng hóa, cần có giấy xác nhận nơi đi và đến. Trên xe tối đa 2 người và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát xét nghiệm đối với các lái xe, phụ xe. Tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành lập chốt kiểm soát nhằm quản lý chặt chẽ hiệu quả người và phương tiện ra vào tỉnh. Để tăng cường công tác phòng chống dịch, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số trực tuyến đảm bảo an toàn giao thông, quản lý phương tiện. Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên đã bố trí tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, trong đó thì kiểm soát chặt chẽ đối với các xe khách nội tỉnh, các xe taxi, xe hợp đồng và xe du lịch và các xe khách liên tỉnh để kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận thực tế tại một số địa phương như ở thị xã Mỹ Hào, trên tuyến quốc lộ 5 vẫn còn một số phương tiện xe khách taxi chưa thực hiện nghiêm quy định. Đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo số 253 về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân các sở, ban ngành, cấp xã trên địa bàn tỉnh, bao gồm tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tổ chức đối thoại để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến qua bưu điện hoặc các hình thức hợp lệ khác, bảo đảm đúng quy định. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường với chủ đề đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, đã có 20 điểm xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thực hiện treo băng rôn và 9 điểm xã treo pano với các khẩu hiệu tuyên truyền như nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người, sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh, bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt 96%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam là 87,5%, tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững đạt gần 91%, tỷ lệ phủ kín đường ống cấp nước đạt 95%, đã có 75% hộ dân trên địa bàn tỉnh đấu nối và sử dụng nước sạch từ các nhà máy nước sạch và trạm cấp nước tập trung. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở nhiều địa phương đạt thấp, thậm chí là có hộ gia đình đã đấu nối sử dụng nước sạch của các nhà máy nước, song thực dụng không đáng kể. Người dân vẫn tận dụng nguồn nước mưa và nước giếng khoan để sử dụng. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, thì các địa phương và doanh nghiệp cung cấp nước sạch thì cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước an toàn, hợp vệ sinh. Phóng sự hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Là địa phương về đích xã nông thôn mới từ năm 2019 đến năm 2020, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Song đến thời điểm này, tỷ lệ người dân đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên mới chỉ đạt 4,72%, thấp nhất huyện. Mặc dù nhiều hộ dân ở đây lo ngại về chất lượng nguồn nước ngầm, thậm chí cả nước mưa, song với nhiều nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan mà đến nay phần đông các hộ trong xã
chưa được dùng nước sạch của công ty. Nước giếng khoan ngày xưa thì nó còn sạch nhiều, bây giờ nó ô nhiễm bởi vì xung quanh đây là người ta cũng có trang trại, tất cả các thứ thải nước ngầm dưới đây này. Thế cho nên là chúng tôi cũng có nhu cầu dùng nước sạch, thế nhưng mà đồng hồ đắt quá. Thế bây giờ đắt quá chúng tôi không đủ khả năng để mà lắp đặt. Tại xã Tống Chân, đến nay tỷ lệ người dân đấu nối đồng hồ để sử dụng nước sạch của công ty cổ phần nước sạch Phù Tiên đạt trên 40%. Đánh giá chung của toàn huyện Phù Cử thì đây là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu nối đồng hồ thấp nhất huyện. Hiện nay là người dân cũng đang sử dụng cái nguồn nước ngầm rất là nhiều. Trong cái thời gian tới, công ty nước sạch cũng nên tổ chức thường xuyên các cái hội nghị truyền thông để cho nhân dân hiểu lắm được về cái tác dụng của cái nước sạch hiện nay. Khi người dân có nhu cầu thì cần nên sớm triển khai để lắp các cái đường ống để đấu nối cho nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 45 nhà máy nước đã đi vào hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch cho người dân. Tỷ lệ người dân đấu nối đồng hồ đạt 75%. Để tăng tỷ lệ người dân, vùng nông thôn sử dụng nước sạch cần đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ về những ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Cùng với đó là chất lượng nguồn nước sạch của các nhà máy nước phải thực sự đảm bảo để người dân tin dùng. Mặt khác, cần cân đối hợp lý giữa chi phí đầu tư và chi phí lắp đặt đồng hồ để cả doanh nghiệp và người dân cùng có lợi. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.